Ngành chăn nuôi là bộ phận quan trọng, cấu thành của nông nghiệp Việt Nam, cũng như là chủ lực nền kinh tế. Nhưng vì chưa tìm ra được phương án giải quyết khó khăn, nên rất nhiều các hộ chăn nuôi chưa thể phát triển mạnh và còn nhiều trắc trở. Vậy chúng ta hãy cùng xem điều cản trở đó là gì nhé. Đó là làm mọi việc đều bằng thủ công, sức người, hiệu quả thấp và rất tốn kém thời gian trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu, làm thức ăn cho vật nuôi. Ta cần áp dụng công nghệ máy móc tiên tiến hiện nay để có thể nâng cao được giá trị và đạt hiệu quả được cao nhất. Nhanh quá không kịp quay. Làm bà sắt mỏi hết cả tay rồi, cứ đang kêu cho. Bà già sắt mấy bữa nay bà nó bầm tay luôn á. Nó này nó ăn nhiều sắt